Chào các bạn. Thưa quý vị các bạn, cách đây chưa lâu thì báo chí và dư luận Trung Quốc còn lớn tiếng là chê bai, mỉa mai chính sách nhập tịch của Liên đoàn bóng đá nước này là CFA. Cụ thể họ viết, hy vọng của bóng đá Trung Quốc bây giờ đặt vào đâu? Trong 10 hay 20 năm tới, bóng đá Trung Quốc sẽ không nhìn thấy hy vọng nào cả. Mặc dù Liên đoàn đã cho nhập tịch cầu thủ, nhưng đó chỉ là mang hành động, mang tính xoa dịu dư luận. Đào tạo trẻ không tốt thì Trung Quốc vẫn sẽ chỉ là một nền bóng đá yếu mà thôi. Có thể nói bóng đá Trung Quốc lại một lần nữa rơi xuống đáy vì kết quả của đội U19. Tất cả dường như bất lực và các cầu thủ đang phải gánh chịu hậu quả ở thời kỳ đen tối của bóng đá Trung Quốc hơn 10 năm trước. Lứa cầu thủ trẻ không cho thấy được tương lai, còn đội tuyển quốc gia thì cũng đang loay hoay với những phương án nhập tịch dưới thời huấn luyện viên Lippi, nhưng rồi mọi thứ sẽ đi về đâu? Đó là những lời nhận xét đầy chua chát trên tờ Sohu vào tháng 11 năm 2019 sau khi chứng kiến đội U19 Trung Quốc thất bại ở vòng loại U19 châu Á năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên sau 25 năm bóng đá Trung Quốc không thể giành vé tham dự vòng chung kết ở giải đấu này. Hàng loạt những chỉ trích nhắm về phía CFA, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, đặc biệt là trong hoàn cảnh Trung Quốc đang rất nỗ lực để tăng cường lực lượng cho đội tuyển quốc gia bằng cách nhập tịch cầu thủ nước ngoài. Dư luận Trung Quốc coi đây là cách làm ăn sổi của CFA, với mong muốn là phụ thuộc vào lính đánh thuê người nước ngoài để có thành tích, trong khi chất lượng cầu thủ trong nước là không đủ tốt và công tác đào tạo trẻ của bóng đá Trung Quốc rơi vào tình trạng báo động. Sau khi huấn luyện viên Lippi từ chức bởi trận thua trước Serie tháng 11 năm 2019 thì CFA đã quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Litier và tiếp tục thực hiện chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên thì truyền thông và dư luận Trung Quốc vẫn không mấy ủng hộ điều này. CFA đã phải đưa ra nhiều biện pháp để cải thiện tình hình bởi một số cầu thủ nhập tịch tỏ ra lạc lõng khi được gọi tập trung vào tuyển Trung Quốc. Vậy nhưng trong bài bình luận mới đây, một cây viết của tờ Sohu lại đưa ra quan điểm trái ngược. Không chỉ tự hào về sự tiến bộ của bóng đá Trung Quốc, bài viết này còn quay ngoắt thái độ, tự tin rằng những cầu thủ nhập tịch sẽ giúp cho đội tuyển Trung Quốc giành ưu thế trước tuyển Việt Nam nếu hai đội gặp nhau ở vòng loại World Cup 2022. Cụ thể, bài báo viết, bởi thế tôi phải nói rằng là Trung Quốc đang rất háo hức và mong được gặp tuyển Việt Nam lần nữa. Hãy để cho họ thấy sự tiến bộ của chúng ta và hãy để cho các cầu thủ nhập tịch của chúng ta mang đến cho tuyển Việt Nam một chút sắc màu. Ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 vừa diễn ra, những cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc như Anderson, Nico Ianaris, Alan Cavanho hay Therese Browning đều được trao cơ hội ở một số thời điểm nhất định. Tuy nhiên, để khẳng định họ thực sự nâng tầm tuyển Trung Quốc thì vẫn cần thêm thời gian và những đối thủ mạnh hơn để kiểm chứng. Ví dụ như ở trận đấu then chốt với đội đầu bảng Syria, nơi Trung Quốc buộc phải giành 3 điểm để có vé đi tiếp, thì chỉ có Browning và Anderson được đưa ra sân, còn lại đều phải dự bị. Rõ ràng là nhìn vào vị trí trong nhóm hạt giống thì Trung Quốc ở nhóm 4 là đội nhỉnh hơn so với Việt Nam là ở nhóm 6. Tuy nhiên thì cách truyền thông nước này mang cầu thủ nhập tịch để dọa tuyển Việt Nam có phần hơi khó hiểu, đặc biệt là sau những mỉa mai của chính họ về nhóm cầu thủ này trong quá khứ. Hóa ra thì họ lại ngầm hiểu rằng là sự phát triển của Trung Quốc là dựa vào những cầu thủ nhập tịch. Cũng trên tờ báo Sohu ngày hôm nay thì họ nhắc lại trận đấu với U19 Việt Nam của đám trẻ nhà báo Đức và gửi lời thách thức đến tuyển Việt Nam. Như chúng ta đã biết, bóng đá Việt Nam vốn là đội bóng có bụng bầu trong làng bóng đá châu Á. Tờ này ám chỉ là cầu thủ Việt Nam chậm chạp và trình độ thấp, trong khi đó thì bóng đá Trung Quốc chưa bao giờ ngán đối thủ nào những lần vào dự vòng loại cuối cùng World Cup. Lần này tuyển Trung Quốc nằm ở nhóm số 4, còn Việt Nam xếp ở nhóm 6. Một số người Việt Nam cho rằng nếu cùng bảng thì Việt Nam có cửa giành 6 điểm trước Trung Quốc, và họ rất háo hức nằm chung bảng với đội tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều tờ báo của Trung Quốc hiện không đánh giá cao tuyển Việt Nam và cho rằng chúng ta đang thổi phồng về sức mạnh của đối thủ này, tờ Sohu nhận xét. Cây viết của tờ báo Trung Quốc tiếp tục bình luận, một số tờ báo của Việt Nam đang nhắc lại trận đấu ở giải U19 châu Á năm 2014 giữa U19 Trung Quốc và Việt Nam. Họ nói về trận hòa một đều và dùng nó làm căn cứ cho rằng tuyển Trung Quốc sẽ không dễ để thắng Việt Nam. Thời điểm đó thì huấn luyện viên Jiang Xiong của U19 Trung Quốc được cho là đã có những lời lẽ đánh giá thấp đối thủ và điều này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của Việt Nam. Họ tin rằng giờ đây đội tuyển của họ có thể đánh bại tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này không phải Trung Quốc đánh giá thấp đối thủ mà chính phía Việt Nam làm điều ngược lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.